Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tổng kết chuyến đi Á Châu của Võ Thành Nhân. Và để tiếp nối chương trình sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc của chúng tôi với anh Võ Thành Nhân để tìm hiểu về thành quả Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2013. Xin kính chào anh Võ Thành Nhân. Xin được chào chị Văn Lý và xin được kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa anh, thì cái hội nghị APEC 2013 là gồm có 21 quốc gia tham dự. Thì thưa anh, thì 21 quốc gia này khi tham dự thì cái điều gì họ mong mỏi tại cái hội nghị thưa anh? Thứ nhất là khi mà chúng ta nhìn về một cái forum, một cái diễn đàn về kinh tế của các quốc gia mà ở trong dòng đai của bờ biển Thái Bình Dương và các quốc gia ở trong vùng của miền Đông Nam Châu Á, thì cái đầu tiên là người ta muốn nhìn thấy được một cái sự quan tâm chung của các giới lãnh đạo trong 21 quốc gia đó, cái nhìn của họ trong tương lai như thế nào để mà nhằm để mà thực hiện được một cái kế hoạch về kinh tế và trong một cái môi trường chính trị ổn định. Có nghĩa là ý nói rằng là những cái gì mà có sách mé giữa Trung Cộng và các quốc gia khác trên thế giới cũng thể là nơi tốt để cho họ nói lên những cái điều đó, hoặc là cái nơi đó là họ nói lên được những cái khó khăn của những cái tiềm năng về kinh tế của các quốc gia hay là những cái tình trạng kinh tế của các quốc gia để mà 21 quốc gia cùng chia sẻ với nhau để mà làm thế nào đó cuối cùng thì họ có một cái hệ thống mậu dịch họ có thể bổ sung cho nhau để mà các thị trường chung của họ đó có thể phát triển được. Đặc biệt thì năm nay họ có nói đến đề TPP, có nghĩa là một cái hiệp ước về kinh tế xuyên Thái Bình Dương như vậy đó. Khi mà chúng ta có được một cái hiệp ước như vậy đó thì 12 quốc gia trong TPP đó họ sẽ được những cái lợi nhuận mà 12 quốc gia đó là nằm ở trong APEC. Do đó nên đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho họ làm thế nào đó để họ hiểu được nhau. Nhưng mà nhìn chung thì qua mấy ngày họ hội họp như vậy đó thì có lẽ là cái kết quả là cái thành quả của APEC năm nay nó chỉ đến với những quốc gia mà họ có những cái hiệp ước thương mại song phương giữa những quốc gia này với quốc gia khác, và sau đó thì họ phải đi họp cái hội nghị liền sau đó là của khối ASEAN. Khối ASEAN là những cái quốc gia mà nằm ở trong vùng Đông Nam Châu Á, thì chúng ta cũng nhìn lại thấy được rằng nó làm ở cái ngày mà họp đầu tiên của các lãnh tụ sau khi mà có những cái ngày mà họp của các vị bộ trưởng thương mại, bộ trưởng về du lịch, bộ trưởng về những cái bộ trưởng mà của các quốc gia đến để mà tìm như thế nào đó để ra một cái kế sách về kinh tế đó, thì cái ngày mà ông tổng thống Barack Obama không có mặt đó, thì ông Tập Cận Bình là cái người đó đọc một cái bài diễn văn nói lên được cái những cái khuynh hướng hoặc là những cái xu hướng mà Trung Cộng muốn như thế nào ở trong cái khối Á Châu Thái Bình Dương. Và cái dịp đó thì người ta cũng thấy được rằng là cái tiếng nói của Hoa Kỳ không có thì trong tương lai nếu mà chúng ta vào năm tới một cái hội nghị nữa sẽ được tổ chức ở tại Trung Cộng thì năm 2014 của APEC nó sẽ như thế nào thì từ đây tới đó chúng ta phải chờ. Nhưng mà tạm thời chúng ta thấy rằng cái phần mà nếu mà muốn cái thành quả mà muốn đạt được của APEC năm nay là những cái bài lý luận, những cái bài thuyết trình, những cái tài liệu nói về phân tích về tình hình kinh tế, có thể nói là của ông thủ tướng của Singapore là tuyệt vời nhất. Vâng, thưa anh, thì anh đã thưa tên thì tại hội nghị APEC tại Bali, Indonesia, bên cạnh những cái hiệp định gọi là TPP thì có những cái hiệp định mà ký kết gọi là song phương giữa các nước giống như Việt Nam. Dạ, Việt Nam thì Việt Nam đã ký được với lại Indonesia một cái hiệp ước song phương vấn đề thương mại, và giữa các quốc gia đó thì và sau những cái ngày đó thì Đại Hàn có ký một cái hiệp ước có liên quan tới vấn đề không phải là kinh tế mà là vấn đề quân sự sau cái hội nghị ở tại ASEAN. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cơ hội để cho họ ngồi họ nói chuyện với nhau. Chỉ có riêng đó là thường thường những quốc gia họ đến đó thì họ có những cái đề tài thuyết trình hoặc là họ có những cái buổi họp báo. Riêng Việt Nam thì không thấy gì hết, có lẽ là họ cũng chưa có gì để nói, hoặc là những cái khó khăn ở trong đất nước Việt Nam nó cũng còn nhiều vấn đề nhiều khê lắm. Và năm nay thì đặc biệt chúng ta ghi nhận rằng là họ đến với nhau để họ ký những cái hiệp ước như vậy đó, thì có lẽ là đó là những cái hiệp ước bên cạnh những cái sự chuẩn bị, mà bên cạnh những sự chuẩn bị đó cũng phải có những cái sự rào đón về những cái hàng rào chúng ta gọi là những hàng rào phải lên up cái vấn đề tham nhũng hoặc là những vấn đề mà giống như không có bảo vệ được những cái giá trị của các thành phẩm, giá trị về trí tuệ, copyright, thì Việt Nam có lẽ cũng gặp lúng lầy rất là nhiều. Vâng, thưa anh, thì cái nhận định anh về qua cái chuyến công tác tại cái hội nghị APEC 2013 này thì như thế nào thưa anh? Nếu mà chúng ta nhìn về cái thành quả của một APEC thì chúng ta phải nhìn thành quả của những người tham dự. Thành quả của những người tham dự họ muốn cái gì? Nếu mà chúng ta nhìn về những phái đoàn đến tham dự thì 1.200 người đến tham dự đó thì chúng ta thấy rằng thiếu hẳn những người trẻ của Việt Nam.
Và chúng ta nghĩ rằng đất nước Việt Nam có lẽ họ không để ý cái điều đó, hoặc là họ sợ tuổi trẻ Việt Nam đến tham dự những cái hội nghị về như vậy đó, thì họ sẽ thay đổi cái sự suy nghĩ của họ và có thể thay đổi được cái vận mệnh của đất nước. Do đó nên những người lãnh tụ của Đảng Cộng sản không có support hoặc là không có để ý tới những cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng là phải cho tuổi trẻ Việt Nam được gặp những cái tuổi trẻ thế giới để mà có thể rằng trong tương lai thay đổi được vận mệnh đất nước. Thì chúng ta nghĩ rằng nếu mà được thì những người trẻ hải ngoại trong tương lai nên có dịp tham gia để mà chúng ta hiểu được cái vấn đề kinh tế nó như thế nào, Việt Nam nó nằm ở vị trí nào, để mà khi Cộng sản không còn nữa thì chúng ta sẽ là những người trực tiếp để mà thay đổi vận mệnh đất nước của chúng ta. Vâng, thưa anh, thì như vậy thì mình có những cái chương trình nào để mà giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại để mà có tham dự được những cái hội nghị APEC như vậy trong tương lai không? Thì như vậy nó sẽ nằm trong những người làm việc ở trong cộng đồng của người Việt ở hải ngoại, những người Việt, những người lãnh đạo của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia thế giới, họ phải tìm cách như thế nào đó họ đưa được những người đó. Riêng vấn đề mà làm truyền thông thì chúng ta có thể gửi được những người youth in media để đến để mà lắng nghe, để mà theo dõi những tin tức, để thấy những người trẻ trên thế giới và được hiểu được những cái vấn đề nó gọi là economic issue, global issue, macro economic, tức là những vấn đề kinh tế mà toàn cầu. Thì chúng ta sẽ dùng cái phương tiện truyền thông để chúng ta thâm nhập vào những cái tổ chức như vậy, rồi chúng ta đến với những tổ chức như vậy để chúng ta có thể tạo được cái khả năng và sự hiểu biết của chúng ta để mà chúng ta chuẩn bị cho những người trẻ trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi tiếp xúc của chúng tôi với anh Võ Thành Nhân để tìm hiểu về thành quả Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2013 được tổ chức tại Bali, Indonesia. Một lần nữa xin cảm ơn anh Võ Thành Nhân. Xin cảm ơn chị Văn Lý và xin được kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Qua Tình Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.